365 ngày cùng các thánh học trường Giê-xu. Ngày 124. Lời Chúa Giê-xu trong Tin mừng Gioan chương 8 câu 51. Thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Lời Thánh Ambrosio. Lời Thiên Chúa là chất sống còn của tâm hồn chúng ta. Nó nuôi dưỡng, duy trì và cai quản linh hồn. Không có gì ngoài lời Thiên Chúa có thể làm cho linh hồn con người được sống. Học với Chúa Giê-xu. Sự sống và lời Chúa có sự nối kết gì? Thánh Ambrosio đã nhìn lời Chúa là nhựa sống, nghĩa là chất sống còn nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta. Như thế, là người Kitô hữu và là con cái của Chúa, ta luôn cần có lời Chúa là lương thực, làm cho đời sống đức tin nên sống động. Một Kitô hữu sẽ không là Kitô hữu đích thật khi trong lòng không chất chứa lời Chúa, khi cuộc sống của người đó không toát ra được hồn sống của lời Chúa. Thánh Ambrosio còn nhấn mạnh thêm rằng không có gì ngoài lời Thiên Chúa có thể làm cho linh hồn con người được sống. Với lời này, ta cần phản tỉnh lại chính đời sống đức tin của mình. Đức tin của bạn và tôi đang dựa trên đá tảng nào? Lời Chúa có là đá tảng của ta không? Ta có để cho lời Chúa là ánh sáng khôn ngoan soi sáng trí ta suy, lời ta nói và việc ta làm không? Khi ta xây dựng đời sống đức tin của mình trên lời Chúa, ta có cảm thấy an bình, nhẹ nhàng, thanh thoát và vui sống trong ơn nghĩa Chúa ban không? Hơn nữa, sự nối kết giữa lời Chúa và đời sống của bạn và tôi còn đưa lại một hoa quả tuyệt vời, đó là sự sống vĩnh cửu. Như Chúa Giê-xu dạy dỗ chúng ta hôm nay, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Không bao giờ phải chết nghĩa là đời ta được Chúa cho hòa quyện với đời sống của Chúa. Nhưng để được như vậy, Chúa mời gọi ta cần ý thức sống đức vâng lời, cụ thể là tuân giữ lời Chúa dạy. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con thường nghĩ rằng sống đạo là đi lễ ngày Chúa Nhật, là đọc kinh thường xuyên. Nhưng chúng con lại thường quên đi đá tảng của đời sống đức tin là lời Chúa. Xin Chúa giúp chúng con có được sự ý thức về tầm quan trọng và quý giá của lời Chúa, để chúng con mở lòng học hỏi, cầu nguyện với lời Chúa. Nhờ đó, cuộc sống của chúng con luôn có hồn lời Chúa, và hơn hết, chúng con được hòa quyện vào sự sống vĩnh cửu của Chúa. Lạy Chúa Giê-xu là Thầy dạy tốt lành, chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Thánh Ambrosio, xin cầu cho chúng con. Sống với Chúa Giê-xu. Hồn sống hôm nay gồm hai điều. Trước hết, mời bạn suy xét trong tinh thần phản tỉnh sám hối. Bạn hãy nhớ lại một việc tiêu cực nào bạn đã làm. Khi bạn làm điều tiêu cực đó, bạn có để lời Chúa hướng dẫn bạn không? Hay bạn làm ý riêng? Hay ý xấu xa của ai khác? Khi nhớ lại điều này, bạn thầm xin lỗi Chúa. Hồn sống thứ hai, mời bạn cầm cuốn thánh kinh trên đôi tay của mình, chạy đến với Chúa Giê-xu
bạn cầu nguyện theo lời Chúa dạy: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tuân giữ lời của Chúa dạy, nhờ đó con được sống vĩnh cửu bên Chúa. Tiếng gà đã gáy ba lần xưa khiến Phêrô thầm hối lỗi từng ngày. Tiếng gà vẫn gáy đến thời nay, nhắc con quay về nẻo chính đường ngay. Lời danh con đã đua chen, tìm theo lạc thu thâu đêm, còn lại chi ngoài quả tim rã rời. Ánh mắt ngài nhìn hôn con, ánh mắt chờ đợi đã héo hon. Dặn sao tình thương ôi tình ngài rộng hơn đại dương. Phải chăng con đã quên ngài? Phải chăng bao tháng năm dài tìm danh lời thu vui chân ai? Ngài ơi, đường trần dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với. Đêm đã qua, muốn con tỉnh dậy bước quay về nhà. Tiếng gà đánh thức lúc ngủ say, giúp con thay lại muôn sang ngày mai. Dậy đi, quên mọi lo toan, dậy đi, tình rất miên man. Nào dậy đi, lòng đừng mắt dịu dàng vì tha, đôi tay hiền từ chợt mở ra. Ngọt ngào dịu êm ôi thật là hạnh phúc bình yên. Phải chăng con đã quên ngài? Phải chăng bao tháng năm dài tìm danh lời thu vui chân ai? Ngài ơi, đường trần dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với ngài thôi. Không phải vì Chúa đã bỏ con lúc con đau khổ đắng cay lỡ lòng, không phải vì Chúa đã bỏ con, chính con quên ngài tìm thú vui trần gian. Ngài luôn ân cần
thương yêu, vòng tay u ấp nâng niu, Ngài vẫn đứng mòn mỏi trong ngóng đời. Sám hối tội đời, Người ơi mau quay trở về với Chúa thôi. Nguyện Ngài gìn giữ quan phòng và che chở đời con. Phải chăng con đã quên Ngài? Phải chăng bao tháng năm dài tìm danh lợi thu vui chân ai? Ngài ơi, đường trần dẫu xa xôi, lời thề hứa trên môi trở về với